Hello, we are present at the rooftop solar power project in Sagi Bình Dương factory invested by EGE Solar. The system had a total capacity of 2 megawatt peak installed on 40,000 square meter of the factory roof. The system has been in stable operation for nearly a year and brought various benefits to the company. Let's find out how the system works. Sagi Group operates in industrial-scale manufacturing of aluminum alloy scaffolding products, high-quality scaffolds. It has a total workshop area of 100,000 square meters, supplying 80,000 tons of scaffolding products, 1 million square meters of aluminum alloy scaffolds, 100,000 tons of steel pipes, and dozens of other products for domestic and international markets each year. Before installing the rooftop solar power system, the entire 14,000 square meters roof area was abandoned. Each year, it costed hundreds of millions Vietnam dong for maintenance due to damages, rats, etc. With the year-round warm temperature, about 30 degrees Celsius in Bình Dương, the air conditioning system and industrial fans must be functioning at full capacity in 20 hours per day to maintain the stable operation in the factory, causing a huge electricity consumption. Sagi Group is interested in rooftop solar power solutions to reduce electricity costs while increasing the durability of factory roofs by protecting them from the weather. Việt Nam mình là một đất nước nhiệt đới, cho nên bức xạ nhiệt rất là cao, có rất là tiềm năng rất là lớn để phát triển điện năng lượng mặt trời. Chính vì vậy mà Sagi rất là quan tâm đến điện năng lượng mặt trời áp mái trong thời gian đầu. Ngay từ đầu đã có quan tâm rồi. Trong quá trình mà sàng lọc lựa chọn dự án thì chúng tôi chọn Ecoba. Đây là một đơn vị mà tư công tương đối làm chuyên nghiệp, từ tư vấn, thiết kế, vận hành, tính toán bài toán hiệu quả cho đến bảo trì bảo dưỡng và gắn bó lâu dài với cái dự án suốt 25 năm. Đây là một cái đối tác rất là làm cho chúng tôi rất là tin tưởng. Cho nên chúng tôi đã hợp tác với quyết định là hợp tác với Ecoba. Và qua một năm phát điện thì chúng tôi cảm thấy cái dự án này rất là hiệu quả. Nó lượng phát ra điện ra rất là ổn định. Investment in renewable energy is becoming a sustainable development trend of businesses. Additionally, following with the government's incentives to develop renewable energy sources, various solar power projects have been invested, of which rooftop solar power is more advantageous with a promising prospect thanks to the following benefits. First, no need of land. Second, effective heat-proof solution in buildings. Third, small-scale capacity and scattered installation that can be connected to the existing low and medium voltage grid and avoid additional investment in the transmission system. However, the system requires operation and maintenance in compliance with strict standards to achieve the optimum performance. Let's meet the operators of solar energy plants from EGE Solar to find out. Về công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện mặt trời áp mái là điều mà 100% các đối tác của EGE Solar đều quan tâm, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị vận hành của ngành kinh doanh lõi bên phía đối tác. Để đảm bảo công tác vận hành an toàn bên cạnh việc tuân thủ quy trình hoạt động, các chuyên gia và kỹ sư của EGE Solar còn thường xuyên theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Chúng tôi có phần mềm giám sát từ xa cũng như lên lịch khảo sát định kỳ các trang thiết bị hàng tuần, hàng tháng và mỗi số tháng. Dựa vào kết quả đánh giá được cập nhật thường xuyên, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố, hạn chế các nguy cơ thiệt hại, đồng thời cập nhật dữ liệu và có kế hoạch nâng cấp các trang thiết bị để đảm bảo hệ thống vận hành tối ưu nhất. In recent years, the government of Vietnam has introduced numerous policies to encourage and support businesses in renewable energy development. Particularly, rooftop solar power is given a special priority. Doanh nghiệp muốn tận dụng được cái diện tích mái nhà xưởng sẵn có và hưởng lợi ra từ các chính sách khuyến khích của nhà nước hiện nay thì nên hợp tác với một đơn vị chuyên nghiệp về đầu tư điện mặt trời mái nhà như EGE Solar
Với hai mô hình hợp tác đầu tư linh hoạt, EGE có thể chuyển giao từng phần hoặc toàn bộ hệ thống cho đối tác khi hệ thống đã hoạt động ổn định và hiệu quả, đã được đánh giá đầy đủ sau một số năm vận hành. So, we have learned about the investment model of factory rooftop solar power by EGE Solar from a real project into the concrete company. We hope that the information is helpful to broaden your perspective of key elements before coming to a decision to invest in a rooftop solar PV system for your company. For more specific advices, please contact EGE Solar using the information below.